Kính chào quý vị đang đến với chương trình Tiêu điểm Kinh tế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế SCTV8 VTV. Thưa quý vị, dù năm 2021 chỉ vừa mới bắt đầu, song nhiều dự báo lạc quan về kinh tế Việt Nam tiếp tục được đưa ra. Ngay cả Ngân hàng Thế giới, World Bank và Tổ chức Tiền tệ Quốc tế IMF đều có cái nhìn lạc quan về tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2021 sẽ đạt mức 6,5 đến 6,8%, cao hơn mục tiêu mà Quốc hội đã quyết định là 6%. Thậm chí chính phủ Việt Nam dường như còn đặt quyết tâm và sự quyết liệt hơn, như thể là ở mức tăng trưởng 6,5%. Mặc dù vậy, vẫn còn nhiều yếu tố khó lường tác động tới tăng trưởng. Tất cả những vấn đề này sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình Tiêu điểm Kinh tế tuần này. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Dù chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, song GDP Việt Nam vẫn tăng trưởng 2,91%. Đây là mức tăng thấp nhất giai đoạn 2011-2020, nhưng thuộc nhóm cao nhất thế giới. Đáng chú ý, con số xuất siêu 19,1 tỷ đô la Mỹ, mức cao nhất từ trước tới nay nhờ hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU EVFTA. Bởi nếu trước thời điểm hiệp định này có hiệu lực từ tháng 7 trở về đầu năm, tăng trưởng xuất khẩu vào EU là âm, thì từ tháng 8 khi hiệp định này có hiệu lực, tăng trưởng xuất khẩu đã chuyển sang dương và đạt mức khá. Cùng với đó, 91,1% tỷ lệ giải ngân đầu tư công, mức cao nhất trong 10 năm qua. Con số này ngày càng chú ý hơn khi mức đầu tư toàn xã hội trong năm nay lại đạt mức thấp nhất trong 10 năm. Điều này cho thấy nguồn lực của nhà nước đã phát huy vai trò là bệ đỡ của bối cảnh kinh tế khó khăn nhất. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 20 tỷ đô la Mỹ, dù giảm 2% so với năm ngoái, nhưng là trong bối cảnh FDI toàn cầu giảm tới 30%. Do đó, không chỉ đơn giản về giá trị kinh tế, mà con số này còn thể hiện sức hấp dẫn của Việt Nam như một điểm đến đầu tư trong năm qua. Vai trò của một số địa phương cũng được thể hiện rõ, mà điển hình như là Quảng Ninh, Bắc Giang. Với những kết quả ấn tượng của năm 2020, nên có nhiều dự báo lạc quan về kinh tế Việt Nam trong năm 2021, từ đó tạo tiền đề để Việt Nam tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội của giai đoạn 2021-2025. Năm 2020, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nên các đơn hàng của doanh nghiệp này đã giảm từ 20 đến 30%, thậm chí tại Mỹ, lượng đơn hàng đã giảm tới 50%. Tuy nhiên, theo lãnh đạo doanh nghiệp, tình hình đang khởi sắc hơn, các đơn hàng đang tăng trở lại và hiện đã đủ đơn hàng để thực hiện đến tháng 2 năm 2021. Hiện nay thì doanh nghiệp cố gắng để duy trì cái đơn hàng, tìm một số đơn hàng ở thị trường mới. Thứ nhất là nội địa, cái thứ hai nữa là một cái số thị trường Trung Đông và một số thị trường ở châu Á của mình. Ví dụ như là một số cái lĩnh vực ở giày để xuất đi Hàn Quốc, đi Nhật thì mình sẽ tìm cái nguồn hàng đó. Còn cái thị trường châu Âu và Mỹ thì trước mắt mình vẫn phải duy trì nó, nhưng mà nói chung là mình giảm ở mức độ xuất để nó cái dòng tiền của mình nó sẽ ổn định hơn. Về triển vọng năm 2021, các chuyên gia nhận định Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU EVFTA sẽ là động lực lớn cho tăng trưởng của ngành giày dép, túi xách trong năm 2021. Nhờ tận dụng tốt nhất Hiệp định EVFTA, Hiệp hội da giày túi xách Việt Nam dự báo xuất khẩu da giày túi xách sẽ tăng trưởng từ 15 đến 20% trong năm 2021 nếu tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát tốt. Thế thì trong tháng đầu tiên thì chúng tôi thấy như vậy là những cái hiệp định mà chính phủ mở ra như vậy thì sẽ giúp cho ngành da giày của chúng ta phục hồi rất là nhanh. Và bên cạnh đó, nếu như chúng ta làm tốt hơn nữa việc thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ thì chúng ta sẽ lại tạo thêm được cái giá trị gia tăng cũng như là tăng thêm cái công ăn việc làm cho người lao động, và đặc biệt là một cái giải quyết được chuyển đổi cơ cấu từ nông nghiệp sang công nghiệp theo định hướng của chính phủ, thì chúng tôi thấy rằng là một cái cơ hội rất là tốt. Không chỉ ngành da giày, báo cáo xu hướng sản xuất kinh doanh ngành công nghiệp chế biến chế tạo của Tổng cục Thống kê cũng chỉ ra, doanh nghiệp lạc quan về tình hình sản xuất kinh doanh trong quý 1 năm 2021 với 81% đánh giá ổn định và tốt hơn so với quý 4 năm 2020, với 42,8% doanh nghiệp dự báo tốt lên và 38,2% giữ ổn định. Chỉ có 19% doanh nghiệp dự báo tình hình sản xuất kinh doanh khó khăn hơn. Sống thì chúng tôi dự báo nó tăng trưởng khoảng 5%. Thịt chế biến thì nó tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Trước tình hình này thì doanh nghiệp cũng chuẩn bị một cái nguồn nguyên liệu nó tăng khoảng từ 15 đến 20% để đáp ứng trong trường hợp mà thị trường có biến động
để chúng tôi tung cái nguồn hàng, cái nguồn nguyên liệu này ra đáp ứng cho sản xuất và cho chế biến và cho tươi sống để nó ổn định cái giá thị trường. Lượng hàng đang đặt cao hơn cùng kỳ năm trước khoảng 20-25% tùy theo ngành hàng. Cung ứng của doanh nghiệp thì chúng tôi không bị động về tổng thể, tức là kinh tế vĩ mô nó có khó khăn. Sản xuất nói chung một số ngành hàng thì cũng bị động, nhưng mà vì chúng tôi plan trước, chúng tôi có kế hoạch chuẩn bị trước cho nên là mọi thứ nó cũng diễn ra bình thường. Năm nay thì sức tiêu thụ thị trường nó tăng khoảng 1,5 lần so với tháng bình thường. Thì do đó chúng tôi đã tăng cường thêm cái khâu sản xuất cũng như là tăng tồn kho ngay từ thời điểm bây giờ để mình gối đầu cái tồn kho đủ đáp ứng cho mùa vụ. Cùng với đó, tình hình hoạt động của khu vực doanh nghiệp đã có sự khởi sắc với số lượng doanh nghiệp thành lập mới và số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động đều tăng, cho thấy đã bắt đầu có sự hồi phục của một bộ phận các doanh nghiệp. Điều đó là gì? Chính phủ Việt Nam là một trong hiếm các quốc gia trong chính phủ điều tiết được hai mục tiêu, đó là vừa chống dịch và vừa tăng trưởng kinh tế. Bằng chứng là chúng ta vẫn có những kết quả kinh tế tăng trưởng dương, mặc dù con số đó so với năm ngoái thì nó chưa bằng. Nhưng mà đó là cái quan trọng nhất, nó tạo động lực, tạo niềm tin đầu tiên là cho nội lực nền kinh tế. Thứ hai, tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, họ tiếp tục vững tin để tiếp tục cống hiến, sáng tạo và đầu tư vào nền kinh tế. Cái đấy tôi cho là cái thành công nhất. Thêm nữa, sự ổn định của kinh tế vĩ mô, hoạt động phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng, thu hút FDI. So với các nước trong khu vực, Việt Nam không những ổn định hơn về tính liên tục trong sản xuất mà còn là nước có sự ổn định chính trị. Dự báo, khi các chuyến bay thương mại quốc tế được nối lại, dòng vốn FDI sẽ tiếp tục tăng và giải ngân mạnh vào Việt Nam. Qua kỳ COVID-19 này, chắc chắn là kỳ tốc độ di chuyển từ các nhà máy tập trung vào Trung Quốc để phân tán ra nước ngoài. Trong đó, Việt Nam là một trong những nước mà uy tín nhất về người ta đã xem xét về đầu tư vào đây. Bởi vì về mặt địa lý, nó ra khá là gần với Trung Quốc, vẫn có thể sử dụng được những cái hệ thống chuỗi cái phụ kiện của Trung Quốc còn lại, vẫn có thể sử dụng được. Và dân số ở đây cũng tương đối đông, là công nghệ của người lao động và khá là cái dồi dào và khéo léo. Và hơn thế nữa là rất là thân thiết về cái chính sách về đầu tư. Các chuyên gia nhận định, với nền tảng cơ bản tốt như xuất khẩu giữ được tăng trưởng, đầu tư công nhiều khả năng vẫn sẽ đẩy mạnh trên cơ sở điều hành quyết liệt của chính phủ và khung khổ pháp lý rõ ràng hơn. Nguồn lực đầu tư của khu vực tư nhân, nhất là đầu tư trực tiếp nước ngoài được củng cố, và nếu tình hình dịch COVID-19 vẫn được kiểm soát, nền kinh tế Việt Nam sẽ đạt được mức tăng trưởng khá tích cực. Cụ thể, theo báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới công bố cuối năm 2020, Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF cho rằng hiện Việt Nam là một trong bốn nền kinh tế trên thế giới, cùng với Đài Loan, Ai Cập và Trung Quốc, có được sự tăng trưởng về GDP bình quân đầu người cao nhất. Sang năm 2021, nền kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi mạnh mẽ hơn với GDP dự kiến tăng 6,5%. Trước khi khép lại năm 2020, chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch đến từng bộ ngành địa phương, quán triệt hơn 10 nhóm giải pháp và nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2021. Kèm theo đó, những chỉ tiêu tổng quát và gần 90 chỉ tiêu cụ thể cho các ngành, lĩnh vực với đích danh từng cơ quan chủ trì theo dõi, đánh giá và các mốc thời gian hoàn thành cũng đã được xác định rõ. Bên cạnh các yếu tố nền tảng là khát vọng, kỷ cương, đoàn kết và quyết liệt hành động, phương châm hành động của chính phủ trong năm tới còn có thêm đổi mới sáng tạo. Như vậy, có thể nhận định nền kinh tế Việt Nam ở năm 2021 sẽ đầy triển vọng lạc quan. Thưa quý vị, năm 2021 dự báo tình hình thế giới khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường. Vì vậy, với việc chính phủ đặt ra mục tiêu tăng trưởng 6,5% cũng là một thách thức không nhỏ. Những ghi nhận sau của chúng tôi sẽ phân tích rõ hơn về vấn đề này. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Báo cáo Kinh tế Việt Nam năm 2020 và triển vọng năm 2021 đổi mới để thích ứng do Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương thực hiện, dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2021 có thể đạt từ 5,98% đến 6,46%. Tuy nhiên, với số ca nhiễm COVID-19 cũng như những biến thể của COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, đây sẽ là trở lực lớn đối với tăng trưởng kinh tế năm 2021. Bên cạnh đó, xu hướng nới lỏng tiền tệ và giảm giá đồng nội tệ ở nhiều nước khác trong khu vực châu Á trong bối cảnh COVID-19 cùng với việc gia tăng các biện pháp phòng vệ thương mại ở các nước nhập khẩu cũng là những rủi ro được Viện Nghiên cứu Kinh tế Trung ương chỉ ra.
Và mặc dù chúng ta cũng đã có vaccine, đã bước đầu thử nghiệm ở một số địa phương, một số nơi, tuy nhiên là về hiệu quả cũng như là cái sự đại trà để có thể tiêm chủng vaccine ở diện rộng thì vẫn là một câu hỏi lớn. Thứ hai nữa đó là những cái căng thẳng liên quan tới địa kinh tế, địa chính trị, những chiến tranh thương mại giữa các nước lớn trên thế giới thì cũng sẽ có những cái ảnh hưởng tới nền kinh tế của Việt Nam. Trong bối cảnh đó, động lực tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2021 là xuất khẩu. Việt Nam là nền kinh tế mở, có thị trường xuất khẩu đa dạng. Xuất khẩu sang Mỹ và Trung Quốc đã bù đắp suy giảm ở các thị trường EU, ASEAN và các thị trường khác trong năm 2020. Tuy nhiên, sang năm 2021, việc tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu sang Hoa Kỳ sẽ gặp thách thức rất lớn khi Việt Nam trở thành nước có thặng dư lớn thứ ba của Hoa Kỳ và Hoa Kỳ đã đưa ra các cáo buộc gây sức ép Việt Nam phải điều chỉnh quan hệ. Vì căng thẳng trong quan hệ thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ nên là chúng ta cũng khó có thể đẩy mạnh xuất khẩu tăng đến 24% như năm ngoái. Thì xuất khẩu sang Hoa Kỳ vẫn có thể tăng nhưng tốc độ sẽ phải giảm xuống. Ngoài ra, tiến trình tái cơ cấu chậm làm cho chất lượng tăng trưởng thấp. Quá trình cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 đã đạt kết quả tích cực hơn so với giai đoạn trước đó. Dù vẫn chưa đạt được kỳ vọng, hiệu quả đầu tư công giai đoạn 2016-2019 cải thiện chưa đáng kể. Với hệ số ICOR là 6,13 lần, chỉ giảm nhẹ so với mức 6,25 lần của giai đoạn trước. Quá trình cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020 vẫn chậm hơn so với các kế hoạch đề ra. Với 178 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa, tổng số tiền thoái vốn đạt 25.749 tỷ đồng, thu về 173.103 tỷ đồng. Thách thức lớn nhất đối với kinh tế Việt Nam trong năm 2021 đó là khôi phục lại sức mua của thị trường nội địa. Trong năm 2020 thì sức mua là giảm. Chúng ta kiểm soát được Covid, nhưng mà ở mặt bên kia đó là người tiêu dùng thắt lưng buộc bụng. Thì và cái việc mà đương nhiên là niềm tin của người tiêu dùng có thể quay trở lại, nhưng vấn đề là túi tiền của người tiêu dùng có được hay không thì theo tôi đấy sẽ là thách thức lớn nhất. Và kinh tế sẽ chỉ hồi phục một cách mạnh mẽ nếu như sức mua của thị trường nội địa. Đáng quan ngại, sức mua suy giảm, sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, dẫn đến sức khỏe của hệ thống doanh nghiệp cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong điều kiện của chúng ta hiện nay, chúng ta rất có rất nhiều dư địa và động lực để tạo ra tăng trưởng. Và động lực đầu tiên là nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, vì chúng ta sử dụng nguồn lực đang quá kém hiệu quả. Và cái điều này thì rất đơn giản, chỉ có đưa những động lực của thị trường vào thôi. Chỉ có thị trường mới làm được, mới tăng được hiệu quả. Đấy là điều mà nhà nước có thể can thiệp để tăng cái như ví dụ như là áp dụng khoa học công nghệ để tăng cái gọi là động lực thúc đẩy thêm nâng cấp của nền kinh tế. Nhưng nếu mà nói hiệu quả thì chỉ có thị trường mới giải quyết được vấn đề hiệu quả. Các chuyên gia nhấn mạnh, với những rủi ro và bất định khó lường, phải rất nỗ lực Việt Nam mới có thể đạt được mức tăng trưởng 6,5% mà chính phủ đề ra. Năm 2020 đánh dấu một năm đầy nỗ lực của Việt Nam khi vững vàng vượt qua thách thức từ đại dịch COVID-19 để đạt mức tăng trưởng GDP 2,91% thuộc nhóm quốc gia có tăng trưởng cao nhất thế giới. Bước sang năm 2021, chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP khoảng 6,5%, cao hơn mục tiêu Quốc hội đề ra là 0,5 điểm phần trăm. Song để đạt được mục tiêu này là rất thách thức, nhưng trong thách thức vẫn có các cơ hội tốt nếu chúng ta biết tận dụng. Và ngay sau đây mời quý vị đến với những ý kiến mà chúng tôi ghi nhận được. Để đạt được những mục tiêu tăng trưởng trong năm 2021 ở cái mức từ 6 đến 6,5% thì chúng tôi cho rằng chúng ta cần phải tiếp tục cái đà thành công của năm 2020. Thứ nhất là vẫn phải cảnh giác và có cái sự quyết liệt trong phòng chống dịch bệnh, bởi vì nếu chúng ta phòng chống tốt dịch bệnh thì chúng ta mới có cơ hội để phát triển kinh tế. Thứ hai là vẫn phải ổn định, duy trì kinh tế vĩ mô. Đây là một cái yếu tố hết sức quan trọng để tạo niềm tin cho nhà đầu tư trong và ngoài nước để có thể là đầu tư nhiều hơn vào kinh tế Việt Nam, và đặc biệt là để chúng ta có thể đón nhận được các cái luồng đầu tư chuyển dịch từ nước ngoài. Thứ ba nữa là chúng ta vẫn phải tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh liên quan tới cải cách thể chế, liên quan tới cải cách các cái nội dung về dịch vụ công hoặc là những vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính để chúng ta có thể tận dụng được những lợi thế mà chúng ta ứng dụng các cái tiến bộ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Và cuối cùng thì tôi cho rằng chúng ta cần phải tiếp cận cũng như là phải có một cái sự chuẩn bị hết sức là kỹ lưỡng để có thể đón nhận được các cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Nếu chúng ta ban hành thật nhanh các chính sách, bởi vì thời cuộc nó thay đổi rất nhanh, kinh tế số nó thay đổi rất nhanh, thế giới nó siêu nhanh chứ không phải là siêu phẳng nữa, thì các chính sách dẫn của chính phủ cần phải mạnh dạn thí điểm và các cơ chế thí điểm phải ban hành thật nhanh. Tôi nghĩ rằng hai cái động lực vô cùng quan trọng, một là giữ được ổn định, hai là chính sách dẫn, là hai thứ quan trọng nhất. Còn vốn dĩ người Việt Nam mình họ hoàn toàn hấp thụ được và thay đổi rất nhanh, thích ứng rất nhanh. Nếu có hai điều đó, tôi nghĩ 6% có thể là con số nhỏ và có thể đạt được con số kỳ vọng cao hơn. Đối với cái hoạt động 2020 của doanh nghiệp chúng tôi thì cũng chỉ nói rằng là chúng ta vượt qua cái khủng hoảng hiện tại của nền kinh tế nói chung. Thì đây là sự vướng mắc chung của cả nền kinh tế cũng như là nền thế giới rồi. Một cái đại dịch như thế này thì việc duy trì được hoạt động doanh nghiệp đã là một cái điều rất là tốt rồi. Mong muốn rằng là thông qua những cái hoạt động kinh doanh cho 2021 cũng như là áp dụng một số những cái nền tảng công nghệ và hoạt động quản trị doanh nghiệp làm cho công ty chúng tôi sẽ phát triển tốt hơn. Chúng ta cũng cần phải có một cái sự chuẩn bị, một cái chiến lược rất là tốt. Bởi vì rõ ràng thị trường mở ra thì cái việc cạnh tranh rất là lớn, khi mà ngay cả các cái đối tác bên ngoài họ cũng sẽ đến tìm đến Việt Nam là một cái cơ hội. Nhưng bên cạnh đó thì các doanh nghiệp Việt Nam của chúng ta cũng cần phải có một cái sự nâng lên cao trình độ, tiệm cận với những cái điều kiện của thế giới để chúng ta đáp ứng. Và các cái thể chế, đặc biệt là các cái thể chế chính sách của chúng ta cũng phải liên tục được cải thiện thì chúng ta mới có thể thu hút được những cái đầu tư nước ngoài cũng như mở rộng sản xuất. Thì chúng tôi thấy rằng là chúng ta bao giờ cũng thế, cũng sẽ có hai mặt, những cái mặt tích cực và những cái mặt cần phải cải thiện. Thì chúng tôi mong muốn rằng đồng bộ hai cái bước này thì chúng ta mới có thể phát triển một cách mạnh mẽ hơn nữa trong cái giai đoạn tới. Thứ hai nữa là thiết lập một cái mặt bằng lãi suất mà như chúng ta đã làm được trong năm ngoái. Và hơn thế nữa là lãi suất huy động đã giảm, và một cái bước tiếp theo trong năm nay đó là đưa được lãi suất cho vay giảm xuống nữa, thì đấy sẽ là một cú hích cho cả doanh nghiệp lẫn cho người dân, tức là cả đầu tư của doanh nghiệp tư nhân và cả tiêu dùng. Và như vậy thì nó sẽ là khai thác được cái cơ hội phục hồi được tăng trưởng cho doanh nghiệp. Rõ ràng các doanh nghiệp phải nhìn xa hơn trong cái chuyện là nếu như ứng phó được và phục hồi được trong năm nay thì 2 năm tới họ sẽ đi vào ngách nào của thị trường, nếu họ là đơn vị sản xuất và xuất khẩu, họ sẽ đi vào kênh nào của thị trường nếu họ là doanh nghiệp và dịch vụ. Cho nên thực ra cái mô hình nào đi chăng nữa thì doanh nghiệp cũng phải thực sự là thông thái để chọn cái cơ hội để cho họ được tồn tại. Và các chuyên gia thì có một cái đề nghị là một trong những cái lực đỡ khá là quan trọng đối với khu vực kinh tế tư nhân năm nay là để duy trì cái lãi suất ổn định và lãi suất thấp, thì đó là một cái lực đỡ rất quan trọng cho các doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân. Đến đây thì chương trình Tô điểm Kinh tế cũng xin được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.